Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với chuỗi video của Nông nghiệp 365 ngày ha. Thì chủ đề chính của video ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến và chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề mà theo bản thân tôi nhìn nhận. Thì nếu như các bạn là những người chúng ta mới trồng chanh dây lần đầu tiên và chúng ta thiếu kinh nghiệm chăm sóc, thì nếu như mà chúng ta không tiến hành thăm vườn và phát hiện kịp thời cái loại bệnh này thì rất có thể là các bạn sẽ bị thất bại trong cái vấn đề làm kinh tế đối với cây chanh dây quý vị ha. Đó. Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua một chút đối với cái loại bệnh này, và ngày hôm nay thì tôi đang chuẩn bị xử lý cái bệnh này và tôi sẽ quay video và chia sẻ cho các bạn luôn là cái cách làm của tôi. Và cách làm của tôi hiện tại thì tôi thấy rằng là cái bệnh này nó có cái sự đứng lại, tức là nó có cái chiều hướng tốt lên rồi thì tôi mới chia sẻ, chứ không phải là lần đầu tôi làm mà tôi quay và chia sẻ cho các bạn nhé. Thì như các bạn đã để các bạn có thể thấy, đây là một cái bệnh gọi là bệnh thối thân đi. Chứ nếu mà gốc thì nó nằm sát dưới này, hoặc là nếu mà thối cổ rễ thì nó ở dưới cái phần dưới mặt đất dưới này. Đấy, thì nói chung tóm lại là các bạn có thể gọi đây là cái bệnh thối thân, hoặc là thối gốc thì cũng được, tại vì nó nằm cũng sát phần gốc. Thì cái bệnh này ấy là nó gây ra vào cái thời điểm mùa mưa như hiện tại, thì các bạn biết mà. Mùa mưa thì nó bao giờ nó cũng mang đến cái sự tươi mới sau một quá trình khô hạn kéo dài. Và nước mưa thì giúp cho cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển lên một cách nhanh chóng về thân cành lá. Đồng thời thì nó cũng là mùa của các loại nấm bệnh. Đấy. Thì cơ chế gây bệnh là nấm bệnh tồn tại trong đất, khi mà gặp cái điều kiện ẩm ướt thì nó sẽ phát triển thành cái bệnh và nó gây hại trên các loại cây trồng. Khi mà bản thân cây trồng nó yếu, nó không có khả năng đề kháng thì và chúng ta không phòng bị, không kiểm tra kịp thời thì nó sẽ làm cho cây trồng của chúng ta bị chết, và sau đó là các bạn biết rồi, nó sẽ gây cho chúng ta thiệt hại về cái mặt kinh tế, đúng không? Đấy. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ quay, đầu tiên là tôi sẽ lần lượt trình bày cho các bạn về cái nguyên nhân gây ra cái bệnh này và cái cơ chế gây bệnh của nó như thế nào, ra làm sao. Và sau đó là tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn một số cái cách mà tôi đang làm và khắc phục nhá. Rồi, bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa thì tôi sẽ nói sơ qua về cái cơ chế gây bệnh này. Thì hồi nãy tôi cũng đã có nói rồi, có nghĩa là đây là cái bệnh các bạn có thể gọi là bệnh thối gốc hoặc là thối thân trên cây chanh dây. Thì có một số cây là nó sẽ bị ở cái khu vực cao đây này. Đấy. Mặc dù là không có một cái vết thương nào ở đây nhá, nhưng mà tự nhiên nó phát ra một cái vết đen xì, và sau đó là nó ăn toàn bộ cái thân cây này luôn. Thì khi mà nó bị như vậy thì nó sẽ làm tắc các cái quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng, và sau đó là cây của chúng ta sẽ bị chết, đúng không? Đấy. Thì cơ chế gây bệnh của nó là như thế. Thì đối với cái này ấy, thì nó có một cái vết thương, và đặc biệt là trong cái mùa này, nếu mà các bạn làm vườn, các bạn di chuyển, các bạn kéo vòi hoặc là chúng ta bỏ phân đó, mà chúng ta lỡ gây ra cái vết thương ở trên cái vùng da này, thì chỉ cần nước mưa nó bắn một cái bào tự nấm tồn tại trong đất này, nó tiếp xúc với cái vết thương hở này thì dần dần là nó sẽ lan ra và nó ăn thối đen xì luôn. Thì ở đây thì mình cũng đã quét rồi, cho nên là không thể cho các bạn thấy được cái triệu chứng ban đầu khi mà chúng ta chưa quét đấy. Thì tí nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái gốc mà mình chưa nhá. Tại vì mình tự xử lý, tự quay, cho nên là rất là khó trong cái vấn đề điều chỉnh máy quay, cho nên là mình quét trước rồi đó. Đấy. Nguyên nhân là nó từ do nấm gây ra nhé. Đấy. Còn cơ chế gây bệnh của nó là nó được phát sinh bởi những cái vết thương hở, và bào tử nấm thì nó tồn tại trong đất.
khi mà mưa xuống ấy, nước mưa đập văng cái này lên, thì khi mà bào tử nấm tiếp xúc với những cái vết thương hở trên cây này thì lập tức nó sẽ sinh ra nấm và nó ăn dần ăn mòn cái phần vỏ cây, và sau đó là cây trồng của chúng ta nếu mà bị nặng quá thì nó sẽ bị chết, đúng không? Ở đây thì mình có một gốc bị chết rồi chứ, và những cái lứa lần trước thì mình cũng xử lý được vài chục gốc, và ở thời điểm hiện tại thì nó là bắt đầu đứng bệnh rồi nhá. Đấy, có một gốc bị chết do mình phát hiện khá là muộn đấy. Đấy, đó là cơ chế nhá. Cơ chế thì nó, các bạn cứ hiểu nôm na đơn giản như vậy. Tại vì thực sự là bây giờ nếu mà để mình viết ra một cái kịch bản đọc đi đọc lại thì nó cũng hơi mệt, cho nên là mình cũng nói hơi lan man một. Đó là xong cơ chế. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục này. Thì ở đây trong đây là mình là một cái dung dịch nấm nhá. Đấy. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái này. Thì cái này là chúng ta dùng để làm để chúng ta quét này. Bây giờ mình chi nữa mình sẽ quét cho các bạn xem, và một cái dao cạo để chúng ta cạo những cái phần vỏ bệnh này. Thì nếu như các bạn đã trồng bơ hay là sầu riêng thì các bạn cũng biết là những cái cách làm này, chúng ta sẽ cạo hết những cái vết bệnh này. Cạo càng sạch càng tốt nhá. Nhưng mà trừ cái trường hợp là ví dụ như cái bệnh nặng mà nó ăn gần hết cái này rồi thì các bạn cũng có thể cạo ở mức vừa vừa thôi, và chúng ta tiến hành quét thuốc, và chúng ta sẽ xử lý, buộc phải xử lý 2-3 lần, và nó và cái thời gian lành bệnh của nó cũng sẽ lâu hơn. Do đó mà mình rất là mong các bạn có thể tiến hành thăm vườn sớm và phát hiện sớm nhất có thể. Đấy, như cái cây này nó đã ăn đi một nửa rồi nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thì sau khi các bạn cạo xong cái này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành quét thuốc. Thì bây giờ mình sẽ quét cho các bạn xem luôn nhé. Đấy. Làm là nó phải như vậy đúng không? Đấy. Các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ sơ một chút về cái loại thuốc mà mình đang quét. Thì ở đây mình có dùng đến cái ba hoạt chất cơ. Vừa là mancozet. Loại này là loại man vàng nhé, không phải man xanh đâu. Và trong này thì có metalaxy và cùng với đó là simoxanin. À quên, đúng rồi. Simoxanin. Đúng rồi, simoxanin. Đấy. Đấy, các bạn cứ quét như vậy thôi, quét này phủ đều. Và chúng ta lưu ý là trường hợp đã bị như thế này ấy, thì các bạn quét cái này xong và 10 đến 15 ngày sau các bạn dùng có thể dùng gốc đồng nhé, đồng đỏ, hoặc là dùng cái gốc khác, Alies hoặc là Nativo của Bayer cũng quét cũng được. Đấy, không có thì các bạn mua đồng đỏ hợp trí. Chúng ta quét như vậy thì khi mà quét như vậy thì mình sẽ nói sơ qua về cái cơ chế của các loại thuốc này. Thì hồi trước thì mình có gặp một cái anh ấy hỏi là cây cà phê bị thối thân á, thì mình có chỉ là anh mua cái mancozet, nhưng mà thực sự là khi mà cây đã bị bệnh rồi thì các bạn không thể chỉ quét mancozet được đâu. Mancozet là nó tạo thành một cái lớp màng, nó bảo vệ, nó bao bọc bên ngoài cây á. Các bạn nếu mà các bạn dùng rồi, khi các bạn xịt lên cây thì các bạn có thể thấy là cái mancozet nó bám rất là lâu trên cái lá cây, thì nó sẽ tạo thành một lớp màng để bảo vệ cây, nó là như thế đó. Còn các bạn phải cộng thêm một cái thằng là simoxanin hoặc là metalaxy nữa thì nó mới lưu dẫn vô bên trong được, thì nó mới phòng hoặc là trị triệt để cái con nấm gây hại ở bên trong thân cây này đó. Khi mà nó đã ăn sâu ở bên trong này rồi thì các bạn nếu chỉ quét riêng cái hoạt chất mancozet không ấy thì nó không hiệu quả đâu, nó không hết được bệnh đâu. Đấy. Đấy, các bạn phải lưu ý cái vấn đề này. Chúng ta phải mua từ hai hoạt chất trở lên. Một là như chúng ta có thể mua Ridomin Gold của Syngenta. Nó có cái hoạt chất mancozet cộng với metalaxy, thì khi mà các bạn quét thì một cái là nó tạo thành cái lớp màng bảo vệ bên ngoài, và một cái thì nó lưu dẫn vào bên trong, nó tiêu diệt các loại tế bào nấm. Nó đấy, thấy không? Cái cơ chế của nó là phải như thế. Đấy, để mà các bạn phòng tốt thì các bạn phải hiểu được cái nguyên nhân gây bệnh, và sau đó là chúng ta tìm đến những cái loại thuốc mà nó có cơ chế, một là ở dạng tiếp xúc, dạng bao phủ, dạng bảo vệ, hai là dạng nó phải lưu dẫn vào bên trong, thì cái tình trạng bệnh của chúng ta mới được cải thiện.
Và sau khi quét cái này xong 10 đến 15 ngày thì các bạn quét cho mình một phần, là các bạn nên dùng gốc đồng nhé. Đấy, thì khi mà các bạn dùng gốc đồng ấy thì nó đồng nó có một cái vai trò là nó giúp tái tạo lại cái phần mô non này, thì nó sẽ liền liền từ đây xuống đây. Đó, nó giúp cho cây đẩy nhanh cái quá trình tái tạo lại cái phần mô non này đó. Nhá. Các bạn quét lại cái loại thuốc này cũng được, nhưng mà mình thấy là các bạn nên dùng cái loại gốc đồng á. Đấy, thì để nó một mặt nó vừa thay đổi cái hoạt chất, nó ngăn cản cái quá trình hình thành các loại bào tử đề kháng kháng thuốc của con nấm ấy. Và mặt khác là cái gốc đồng ấy thì nó sẽ giúp cây của chúng ta nhanh hình thành cái mô tế bào mới để nó liền xuống cái vết hở này đó. Thì như các bạn biết là cây trồng nó cần một cái lớp biểu bì bên ngoài để nó vận chuyển, cũng như là lớp vỏ cây để nó vận chuyển nước và dinh dưỡng, đúng không? Đấy, thì nó sẽ giúp cây phân hóa nhanh cái và hình thành nhanh cái lớp mà biểu bì đó. Đấy. Thôi, xin chào các bạn cùng quay trở lại nhá. Thì đây là một cái cây mà mình đã tiến hành xử lý xong này. Cách đây thì cũng được tầm khoảng 10 ngày rồi đấy. Đó, 10 15 ngày rồi. Đấy, thì ở những cái đợt trước thì nó cũng có những cái vết thương và sau đó là nó ăn loan lan rộng xuống bên này. Ban đầu thì nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi và sau đó nó ăn lan rộng ra xung quanh đó. Thì sau khi mình phát hiện thì mình đã tiến hành cạo sạch và mình bôi cái loại thuốc này, hoàn toàn là cái thuốc này chứ không có cái thuốc gì khác nhá. Đó, thì như các bạn có thể thấy bây giờ thì những cái vết lan vết nấm này nó bắt đầu khô rồi và nó hình thành những cái lớp biểu bì và lớp vỏ mới cho cây. Thì như vậy thì cái cây trồng này của chúng ta, theo quý vị thì nó có sống không ạ? Đó, như quý vị có thể thấy đây là cái cây mà sau khi chúng ta đã xử lý thì nó hoàn toàn sống và sau này thì nó sẽ liền xuống dưới đây và nó mọi quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng nó đều diễn ra được một cách bình thường và cây trồng của chúng ta vẫn sống bình thường nha quý vị. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua một cái cây tiếp tục cho các bạn xem cái hiện tượng ở những cái cây khác. Rồi, chào mừng các bạn cùng quay trở lại này. Thì đây là một cái cây nó không hề có một cái bất kỳ một cái vết thương hở nào nếu mà quan sát bằng mắt thường á. Đấy, nhưng mà nó hình thành một cái chấm đen và nó sau đó là nó ăn lan rộng ra xung quanh. Đấy, thì sau khi mình phát hiện thì mình cũng đã quét thuốc và xử lý. Đấy, như các bạn có thể thấy đây là nó đã thuốc nó đã bắt đầu khô rồi nhé. Đây, nó ăn lan rộng to mở quá đúng không? Cho quay cho các bạn xem thực tế luôn. Đây, cây này nó chỉ còn một cái lớp vỏ bé xí ở bên này. Đấy, tuy nhiên thì mình quét thuốc và sau này thì nó sẽ hình thành những cái lớp biểu bì, lớp mô tế bào mới và sau đó nó hình thành một cái lớp vỏ mới ở ngoài này thì nó cũng sẽ cây trồng sẽ sống. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi quay cho các bạn xem một cái cây mà trước khi mình quét nhé. Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại này. Đó, trời thì đang mưa rồi. Thôi cố quay nốt cái này rồi mình nghỉ. Đấy. Thì đây là một cái gốc mà như nãy mình có hứa với các bạn là mình sẽ quay cho các bạn xem một cái triệu chứng mà khi mình chưa cạo để cho các bạn có cái nhìn một cách khách quan, một cách thực tế nhất có thể nhá. Đó. Đây. Thì cái này hồi nãy các bạn có để ý là nó chưa có một cái vết thương hở nào nhé. Tuy nhiên thì nó vẫn hình thành một cái chấm và sau đó nó ăn lan dần ra xung quanh. Đấy, cái này thì cũng gần sát gốc đúng không? Đấy. Còn đây cái này có một cái vết thương hở nhưng mà nó lại không thối này. Đó, thế nó mới hay chứ. Đấy, thì cái này thì bây giờ cách xử lý thì chúng ta cũng chỉ cạo sạch và sau đó là chúng ta quét thuốc vào thôi. Đấy, thì sau khi mà chúng ta quét thuốc thì nó sẽ hình thành những cái lớp mô mới và sau đó thì cây nó sẽ vận chuyển nước dinh dưỡng một cách thuận lợi và sau đó thì nó tiếp tục hành trình nuôi trái và không có bị ảnh hưởng gì nha các bạn.
Đấy. Thì đối với cái bệnh này, nếu như mà các bạn chủ động và chúng ta thăm vườn được thường xuyên ấy, thì chúng ta không có lo đâu. Thôi bây giờ chắc là mình sẽ dừng video ở đây. Trời thì bắt đầu mưa to rồi. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem nhé. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.